Uống quất cái trứng nè, bỏ cái trứng mì vô trong cái trứng kẹp lại vậy nè. Ngon chứ sao trời. Ê. Ngon quá. Hello, xin chào cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Quỳnh Như đây. Chào mọi người, mình là Phú nè. Sáng nay Phú xuống nhà mình sớm là sắp mưa gió bão bùng tới rồi đó mọi người. Người trai nó hẳn chan chan vậy mà mưa chỗ nào không biết à. Nắng chỗ nào không thấy luôn á trời, thấy chuẩn bị mưa tới nơi rồi cái kè. Bây giờ mình nấu mì cho nó ăn với mình ăn buổi sáng rồi á hả. Cho nó đi về để trời mưa mình làm không có được cái gì hết trơn á. Bữa nay mẹ mình bắt mình đi mằn cỏ ngoài vườn á. Ta là xương xa học lụ cành vàng lá ngọc. Mà bắt người ta đi mằn cỏ. Chị ba ở nhà không có gỡ chén á. Ai mọi người kêu đi mằn cỏ bỏ gì lên la làng. Chuyện này chắc không có lên la chồng được cái đâu. Cái gì vậy bà nội? Giờ ăn mì hay không ăn? Thôi ăn mì. Lấy chồng hay không lấy chồng? Lấy chồng. Chị ba để trái có người để yêu. Ok vậy được. Bây giờ thì mình sẽ nấu mì cho nó ăn để nó bốc phét mình quá. Mọi người đây là mì tương đen của Sâm Giang. Mì này thì nó sẽ không có cay một tí xíu nào luôn. Với cái phiên bản cay á là nó sẽ cay xé lửa luôn, nó cay bùng nổ luôn, nó cay hả bùng cháy luôn. Còn cái này á thì nó không có cay. Những cái người nào mà không ăn cay và không biết ăn cay luôn á, đụng tới cay là đúng vậy là sẽ ăn mì này. Cái gói màu đen như thế này nó có cái dầu ô liu ở đây. Còn ai mà ăn mì cay thì nó sẽ có cái trái ớt ở đây. Hèm chị ba nó nấu lẹ đi. Okay. Chị ba nói nhiều quá, chị ba hãy nấu lẹ đi. Trời okay. Ơi, dữ vậy sao? Có một bà vợ nói nhiều à, bớt hạnh của những ông chồng biết chưa? Bữa nay biết dữ vậy sao? Đúng. Có bà vợ nói nhiều là bất hạnh của những ông chồng hả? Wow. Phụ nữ là để yêu thương, nói nhiều là để lo lắng cho mình thôi, biết chưa? Lo lắng là hổng thấy hơi nhức đầu. Bị con kia rửa cắn. Cái bà la cỡ đó. Mình rửa cải mình phải ngâm một miếng muối nha mấy bạn, ăn cho nó ngon. Nước sôi rồi, bây giờ mình sẽ bỏ mì vô nấu. Yes. Yes. Thêm một gói mì này nữa vô ăn cho nó ngon nha mọi người. Mì này thì có 3 bịch sốt. Còn mì tương đen thì nó có 2 bịch sốt. Nấu trong vòng 5 phút 30 giây nha chị ba. Trời ơi, tiếng Hàn Quốc không mà sao nó biết được hay vậy trời. Nè, nó 5 phút 30 đây nè bà nội. Ừ, nó có 5 phút 30 ngay chỗ này thiệt nè mọi người ơi. Nè, nó kêu nấu với 500ml với 5 phút 30 giây nè. Thấy trai đẹp thông minh chưa? Trai đẹp vô cùng tận luôn á. Ai giúp vui. Quên, nãy giờ mình quên bỏ cái bịch rau củ vô. Trời ơi, dân nấu mì chuyên nghiệp kỳ vậy. Cô bỏ mấy bình này vô không chị bà? Bỏ vô luôn. Giờ mình mới cho nước sốt vô nè. Nãy giờ mình quên mấy bạn hỉ. Hai gói mì thì mình sẽ cho 2 bịch sốt. Do là mì của mình còn trên bếp, nó sẽ còn miếng nước ở trong mì á, mình trộn nước sốt vô luôn cho nước sốt nó thấm đẫm vô trong mì, ăn nó sẽ rất là ngon luôn á mọi người. Wow. Nó còn đông lạnh nữa. Bắt còn lòng đào được không? Không. Vậy sao bữa mày ăn trứng trần? Thì trứng trần nước sôi là ăn ngon rồi. Bữa mày ỉa phải không? Mày ăn trứng trần hôm qua mày ăn mày ỉa phải không? Đúng rồi. Bữa nay mày sợ phải không? Nay sợ cho nên nay chiên trứng chín đi. Cái gì vậy bà nội? Nè. Ngồi luôn hay sao? Đậu ba. Cái gì vậy? Đậu bắn gì hoài trời. Cái gì vậy? Cắt cải ra ăn chút trộn vô ăn. Sao mình không để nguyên một lá? Không, mày đâu có ăn cải đâu mày. Mày ý kiến chứ à. Mày cứ ăn cải không mà mày ý kiến. Nè chị ba để đây rồi cho đẹp. Không, thích để ngoài vậy á. Thích ăn cho nó coi. Đúng rồi, xịt lên cái chân Phú.
Trời ơi, vừa thôi. Hai chị em mình đã làm xong bữa sáng đầy thịnh soạn rồi, mọi người thấy có ngon không? Hấp dẫn chưa? Đó nè, xúc xích nè, trứng nè, mì nè. Bây giờ hai chị em mình mời mọi người ăn chung với hai chị em mình nha. Mời mọi người cùng ăn nha. Uống một miếng nước trước nè. Nè, đủ nè. Cảm ơn nhiều. Vô. Đây nè, Hoàng trả cái trứng nè. Đó. Trứng nè. Giờ phải sẽ ăn miếng chết. Kỳ vậy, ta ăn miếng rau trước nè. Xúc xích nó ngon. Xúc xích này à, xúc xích đen đen lùi nè. Xúc xích hết hạn. Hết hạn mà ngon dữ vậy. Hết hạn mà ngon dữ vậy. Ngon quá Phú ơi. Gì vậy? Trời ơi, mì tương đen. Mì này ăn cảm giác nó không có bị đắng ha. Mà phải ăn cay thì phải bỏ tương, ăn cay thì phải bỏ tương ớt vô nó mới ngon được. Chứ mì này nó không có cay. Thích chưa? Hai ba ăn. Bè miếng ớt. Đó, ăn cũng xích đây. Thử đi. Trời ơi, nó còn bốc khói luôn á. Gắp cho một mụn. Mụn hút quá giờ gắp. Ăn rau cải vô. Cái này ăn cũng rau cải ngon. Chứ sao trời. Có kim chi còn ngon dữ nữa. Đúng rồi. Khó gắp vậy. Đó. Cười lên Phúc. Nè vô. Cay phải không? Trong mì sạc cái lỗ mũi. Lao mới lao vậy. Ui, quấn quớt cái trứng. Nè, bỏ cái trứng mì vô trong cái trứng kẹp lại vậy nè. Ngon. Chứ sao trời. Ngon quá. Đúng hai, mà. Hai chị em ăn như chết đói vậy. Mà đói bụng thiệt mà. Đúng rồi. 9 giờ mấy rồi đó mọi người. Mới có thấy nắng nắng chút nè. Mì tương đen này hết đỉnh luôn. Ngon. Sợi mì nó còn dai mềm. Nấu cỡ nào nãy giờ nó cũng không bở nha. Mình thấy á. Thấy gì? Cái điểm đặc biệt của mì tương đen này nè là cái bịch nước sốt á. Thường cái mì á, cái bịch nước sốt nó dạng bột nha không? Nó đâu có dạng nước đâu. Mấy cái mì tương đen á. Hôm nay là nó nói dạng nước. Mình để vô trong, mình nấu xong cái mình để vô là nó thấm vô cái sợi mì ngon ghê không? Chứ mình đem ra mình trộn mà nó không ngon được giống vậy đâu. Mà. Gì? Mình cải ra mới ngon. Thịt tương ớt cho dữ vô giờ cay quá.
Phải có cải em mới ngon. Cái này còn loại cay nữa, ăn cay xé xác luôn. Đây là loại không cay đó. Xả cay nó mới ngon. Sao Phú nói Phú không ăn cay mà? Phú nói giờ Phú không ăn cay nữa mà. Cay mới ngon chứ. Thằng Phú nó nói gì nè, hai gói mì á, ba gói mì chứ, ba gói mì trộn lại con xíu à, mà ăn nãy giờ muốn no tới nơi đó. Phú chưa no. Ba gói mì trộn lại teo còn có xíu. Được không? Không. Sao ba mày cấm ăn chân ớt mà mày ăn hoài mày? Cấm nào cấm. Hôm bữa thấy ông Dục chai xương ớt xuống gì cá hả? Tôi chai xương ớt nó hết hạn. Ủa chai xương ớt đó cũng ăn hết rồi. Xương ớt này ngon lắm ha. Sao trời? Uống cái nước sâm nó mát rượi con người luôn. Sáng nay hai chị em ăn bữa sáng tuyệt vời. Còn một cục trà bá lửa đây nè, khui ra như đây là hơn một bịch, hơn một gói rưỡi á. Có gì đó. Còn chút ăn rồi cái Phú no quá, Phú về không nổi chị ba ơi. Nó teo lại còn thiếu ba gói mì ra rồi còn thiếu à. Nó nở ra chứ sao nó teo. À nó nở ra. Mày biết là tao thấy mày tửng tửng sao Phú ơi. Phú không có tửng. Chứ gì nữa. Chị em mình thương nhau mà. Sao em không gấp xúc xích cho chị mà em gấp rau cho chị không vậy? Hả? À quên nè, cho chị ba mới xúc xích. Phải có xúc xích cho mới ngon. Đó, gấp rau cho tôi không mà quý vị. Có rau rồi mới ngon. Ừ. Cái gì vậy? Còn nóng thì ăn ngon ha. Đúng rồi. Nó sốt một hơi luôn á. Quá đã. Quá ngon. Còn lại là của Phú đó. Cái gì? Nè ăn mì này thấy sao? Trời ơi. Ăn mì này thấy sao? Ngon. Ngon sao? Ngon khó cửa. Ngon mình phải cảm nhận nha. Thịt mì dẻo dai mềm hay gì á. Rồi ăn vô nó mặn ngọt gì á. Rồi nó dở ngon gì á. Thầy mì sao? Thôi mà ăn mềm mềm dễ dễ dai dai. Nước sốt thì sao? Nước sốt bị đậm vị, đà ngon. Ăn sao phải cảm nhận vậy chứ, ngon thì ai cũng biết ngon. No quá trời no rồi đó. Gì vậy? No. No gì mới đó no rồi. Trời ơi. Thịt mì tửa còn ăn nãy giờ cũng cỡ gói mì vậy chứ bộ giỡn nè. Còn bao gò, còn bắp cò, còn bao nhiêu ai Phú với chị ba ăn đại hết đi. Phú ăn hết đi, chị ba không ăn nữa đó. Phú giờ ăn nổi. Trời ơi, mày nói nhiêu đây mày ăn ba gói mà không đủ. Hai người ăn mới đủ. Không, ăn không hết tao đập. Ăn không hết tao lôi vô chòi tao quýnh. Ăn đi. Ôi cái mỡ dễ thương dữ kìa. Chứ sao ngọt cũng ngọt gọt 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 luôn. Nè biết cái này là gì không? Mộng. Này là do gì không? Để gì? Hầu riêng. Ăn hầu riêng nhiều quá. Mới nổ có mộng à. Mới nổ có thêm mộng à. Móng chẹp hay gì à? Chẹp gì đâu? Đưa coi. Ây da. Đừng quạo đeo. Nhổ ra nha. Thôi. Ra ăn mì.
ăn mì mình thử thách nặng mụn đi. Thôi giờ phải thử thách. Phú không có mụn. Dẹp à? Thôi thôi, Phú không có mụn. Đi nặng cho. Thôi nhẹ nhẹ nè, cái này khều ra liền luôn á. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Làm gì trời? Cái gì vậy? Ăn giùm cái nè, hả không ra? Gì? Yeah. Ăn vô. Không em. Cái cùi mụn cho bá nè. Nè. Thôi không biết mày nha. Thôi. Trời ơi, nặng nhẹ nhàng vậy thôi chứ có nặng gì đâu mạnh mà không cho đeo. Nặng. Đeo. Có nặng gì đâu mà không cho nặng. Hết rồi. La làng à, đụng tới bông, la. Bông, bông. Còn hơn là ổ kiến lửa nữa. Cho ăn ấm miếng mày. Thôi cho anh chút cho nó miếng xúc xích đi. Cái gì vậy bà nội? Thôi chết để ăn. Thôi chết để ăn. Cái gì vậy? Trời ơi cho nó một miếng. Để đó chút chị ba cho. Mà thôi ăn đi. Ăn hết đi. Chút ăn chị ba đi. Cho khác. Chứ cho mày vậy. Cái miếng, gì? Chứ cho nó miếng mày vậy. Không chút cho nó cây xúc xích khác. Rồi rồi tới công chuyện rồi. Không. Vì trời nãy giờ mày ăn quá trời quá đất rồi mày không cho con chó được miếng hả? Không. Thôi ơi là trời. Có ở trời thì cho khác là như thích. Cho xích xích. Không được. Không được trời. Không được. Được. Không. Không được. Không được. Bơm sụp nổ rồi. Nó ăn hết nổi rồi mấy bạn. Phú khép no cái gì đó. Rồi nó xạo xạo, nó dữ lắm. Hồi nhỏ thì trời ơi báo quỷ cay này mà nhầm nhò vậy Phú, một chút cay té lửa luôn. Phú ăn cái đó được không? Phú ăn cái không cay được không? Còn bây giờ cái này ít quá Phú không ăn nổi. Giờ Phú no quá chị ba ơi. Phú không có nổi. Chị trời. Đúng ý đó là nó cười thả họng nhắm mắt. Phú không ăn nữa đâu chị ba ơi. Phú no 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 quá rồi. Thôi Phú nghĩ là qua. Ăn hết. Thôi. Ăn hỏi. Quá trời quá đất, ăn hết miếng xúc xích đi. Xúc xích. Xích phải có tương ớt vô mới ngon. Có tương ớt vô sao? Nó đậm vị nó sẽ ngon hơn. Bị cay bùng cháy. Bị cay bùng cháy. Ăn vô một cái. Ngon. Ừ. Nó là xúc xích mà, nó là thích ăn xúc xích nhất mà. Phú là đạo vết mà. Mì với xúc xích là nó mê dữ á. Ăn gì mà cay cay nóng nóng còn rau không ăn. Chứ có ngày tôi vô trời tôi quýnh không chặn cho nó ăn rau mấy bạn ơi. Không tôi sai ra cho nó uống. Ăn cho nó rau có chất xơ rồi cho da mặt nó đẹp. Phú ghê mặt đẹp hẳn quá. Đẹp dữ chưa? Đẹp rồi. Ngày nào quay clip nó cũng bắt vô áp cà cái mặt cà mấy một mụn. Nó muốn lé luôn vậy. Đừng nói nè. Không cà nó giận. Chứ ba cứ nhớ cà mấy một mụn cho Phú nghe. Không cà nó giận. Giờ nó nói với mặt nó đẹp dữ lắm rồi. Đẹp trai dữ chưa? Đẹp trai vô cùng thần luôn á. Trời ơi đẹp trai muốn xỉu ngang hông xỉu luôn vậy á trời. Đẹp trai. Thôi không ăn nổi nữa thôi. Không ngon nha, nghỉ nha. Ừ ok. Bây giờ chắc hai chị em mình sẽ tạm dừng bữa sáng sang chảnh của hai chị em mình ở đây quá à. Sang chảnh trà á. Đúng rồi, tuy là những cái đơn giản như vậy thôi nhưng mà đối với chị em mình là rất là ngon rồi đó mọi người. Bây giờ hai chị em mình sẽ tạm dừng ở đây. Nếu mọi người thích những video của hai chị em mình thì đừng quên để lại cho hai chị em mình một like nha. Xin chào mọi người. Còn bây giờ bye bye. Bye. Rồi vô chòi đập cái chặn rồi đi nha.